30 tuổi vậy chứ có gia đình chưa? Chưa có gia đình luôn. Có người yêu chưa? Chưa luôn. Dân mạng rụng tim với em gái 30 tuổi nhìn như búp bê, vẫn còn FA. Mới đây, một đoạn clip chia sẻ hình ảnh một cô gái U30 mà nhìn như gái 18 đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhất là các chàng trai còn FA. Cô nàng đến làm tóc tại một salon tóc mà khiến anh chủ tiệm phải trầm trồ trước nhan sắc trẻ không cần tuổi của cô gái. Thoạt đầu mới nhìn thì cứ nghĩ bạn này chỉ khoảng tầm 19, đôi 10. Nhưng bất ngờ khi cô gái chia sẻ với anh chủ tiệm là mình đã 30 tuổi và vẫn còn FA, khiến nhiều chàng thương thầm, nhớ trộm. 30 tuổi rồi chứ có gia đình chưa? Chưa có gia đình luôn. Có người yêu chưa? Chưa luôn. Trời ơi, quê em thì ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp, Tháp 10 à? Dạ. Tháp 10 luôn. Em đúng là bông sen của Tháp 10 luôn đó. Nhiều bình luận hài hước, bây giờ xã hội khó hiểu ghê. 15 như 30, còn 30 nhìn như 20, anh em 66 đâu, điểm danh nào. Cần lắm info bé này, chứ ở cùng quận, mà lại cùng quê, cùng huyện. Tính ra lúc cưới rước râu thì ở quê hay ở Sài Gòn đều tiện cả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.